Thưa chị, như vậy thì nếu như mà mình nộp một cái hồ sơ mình xin đi du học nhưng mà có thể là do mình còn trục trặc hoặc là thiếu một vài cái yếu tố nào đó mình chưa đạt yêu cầu, thế thì chị có lời khuyên gì đối với phụ huynh trong những cái trường hợp như vậy? Chúng ta có nên tiếp tục xin học cho một cái lần khác hay không, cho một cái ngôi trường khác hay không, hay là thôi khi mà chúng ta đã bị từ chối từ phía lãnh sự không cấp visa thì chúng ta bỏ luôn cái cơ hội học tập? Dạ, câu hỏi của anh cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái việc này sẽ để cho chị Sophia Nguyễn trả lời. Dạ, em xin trả lời câu hỏi này. Thì làm trong trường hợp như mà học sinh bị từ chối visa thì do chưa chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hay là hồ sơ tài chính thì chưa có được hay là chưa đưa ra hết những nguồn tài chính của người bảo trợ để lãnh sự thấy hợp lý và mục đích đi học của học sinh, thì mình có thể nộp đơn xin lại visa. Và nếu như mà lần này nộp thì mình phải có cái mới so với lần trước. Lần trước mình không hề biết là cần phải nộp những cái giấy tờ về tài sản hay là nguồn thu nhập, vì nghĩ là có sổ tiết kiệm trong ngân hàng là đủ rồi. Thì lần này nếu như mà nộp lại thì mình phải bổ sung cái nguồn tài sản và cái nguồn thu nhập. Cách tốt nhất cho hồ sơ là phụ huynh học sinh nên tìm hiểu kỹ về thủ tục cũng như cách thức xin visa. Và quý phụ huynh cũng có thể đến trực tiếp công ty Tân Đại Dương để bên em có thể tư vấn rõ hơn cho từng trường hợp. Vâng, xin chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian để tư vấn cho khán giả xem đài những thông tin hết sức thú vị và bổ ích về các chương trình du học ở Canada. Và Cẩm Trí cũng hy vọng là qua chương trình như thế này thì quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh chúng ta cũng đã phần nào hiểu được những cái thủ tục, những cái quy trình mà chúng ta cần phải tiến hành để làm một bộ hồ sơ xin du học tại Canada. Và một điều quan trọng hơn nữa là các bạn cũng như là quý vị phụ huynh học sinh nắm thêm được những cái thông tin về cái cơ hội việc làm ở lại định cư làm việc tại Canada như thế nào. Đây là những cái thông tin rất mới và cũng rất là thú vị, rất là hấp dẫn đối với chúng ta, phải không ạ? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian để đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Hành Trang Du Học đến đây cũng đã hết. Mọi thứ từ thắc mắc, quý vị có thể gửi về cho chương trình ở địa chỉ email hanhtrangduhoc@smtv.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.